Công ty Kaspersky đã phối hợp với hãng OPEP tiến hành khảo sát ở 15 nước trên thế giới, trong đó có 750 người tại Nga. Kết quả khảo sát riêng tại Nga cho thấy 1/3 số người dân chọn sử dụng dịch vụ, thậm chí là giao tiếp với người khác thông qua thiết bị điện tử. 60% người tham gia khảo sát thường giả vờ đang bận trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc là máy tính cầm tay khi họ thấy không thoải mái trong một tình huống nào đó. 50% người dân sử dụng thiết bị số này hàng ngày để giết thời gian, 47% dùng điện thoại như là một nguồn giải trí. Đối với những người này thì giao tiếp trực tiếp đã trở nên khó khăn vì giao tiếp đòi hỏi phải lắng nghe, hiểu, thể hiện đồng cảm, những hành động không thể thể hiện được qua việc sử dụng điện thoại thông minh. Chính điều đó đang ảnh hưởng đến chất lượng, kỹ năng giao tiếp của con người.